Chính xác. Tuấn Tài. Đây rồi. Cổ động viên châu Á, Việt Nam rất tiến bộ, các bạn đã làm Đông Nam Á tự hào. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, ngày 5 tháng 6 vừa qua, lại thêm một lần U23 Việt Nam khiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà có một đêm không ngủ. Không ngủ vì rạo rực niềm vui sướng sau chiến tích đáng nhớ. Đối đầu U23 Hàn Quốc là các nhà đương kim vô địch hùng mạnh. U23 Việt Nam của huấn luyện viên Gong Okyun đã không hề tỏ ra lép vế, chẳng hề có chút e ngại, thậm chí có những thời điểm ngang ngửa với thế lực bóng đá châu lục. Chung cuộc U23 Việt Nam có được trận hòa lịch sử, lần đầu tiên trong lịch sử cầm hòa được U23 Hàn Quốc ở giải đấu chính thức và một điểm vô cùng quan trọng để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sau trận đấu thì nhiều cổ động viên châu Á đã ca ngợi. Việt Nam tiến bộ rất nhanh, các bạn đã làm Đông Nam Á tự hào. Không nhiều đội bóng ở Đông Nam Á có thể thi đấu ngang ngửa và thủ hòa các đại diện của bóng đá Hàn Quốc tại các giải đấu chính thức, nhưng U23 Việt Nam đã khiến mọi người kinh ngạc. Hãy cùng Ánh Sao Vàng điểm qua vài bình luận đáng chú ý của cổ động viên châu Á sau trận đấu vừa qua nhé. Tối ngày 5 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ phải đương đầu với ngọn núi rất cao là U23 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước trận đấu giữa hai đội, các hãng cá cược và các chuyên gia bóng đá đều đồng loạt dự đoán Hàn Quốc sẽ dễ dàng làm gỏi Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá khứ, U23 Việt Nam từng tạo nên nhiều bất ngờ, nhất là chiến tích vào đến chung kết giải U23 châu Á 2018. Chính vì vậy mà nhiều người hâm mộ châu Á đã kỳ vọng vào cuộc lật đổ vĩ đại từ U23 Việt Nam. Cổ động viên Ahmad Ilyas Nuraha bình luận, hãy tiến lên và đánh bại Hàn Quốc. Tài khoản có tên Henry bình luận, hy vọng Việt Nam có thể giành được một kết quả tốt trước Hàn Quốc. Chúng tôi cổ vũ bạn, tất cả chúng ta đều là người Đông Nam Á. Hãy cho mọi người thấy chúng ta không còn là vùng trũng. Nhưng bên cạnh những lời cổ vũ thì một số cổ động viên Thái Lan lại trù éo U23 Việt Nam thua đậm và về nước. Cổ động viên Warapon Kanchanawon viết, Việt Nam sẽ xách vali về nước sau trận đấu với Hàn Quốc. Kết quả, đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okyun đã có trận đấu xuất sắc khi cầm hòa đội bóng xứ Kim Chi. Dù dẫn trước một bàn, nhưng tấm thẻ đỏ của Jin Yong ở phút 78 khiến U23 Hàn Quốc không thể bảo toàn chiến thắng trước U23 Việt Nam. Siêu phẩm của Vũ Tiến Long đã giúp U23 Việt Nam cầm hòa các nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc 1-1. Sau trận đấu, có rất nhiều cổ động viên châu Á bày tỏ sự hưng phấn khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam. Một người hâm mộ đến từ Ấn Độ viết, wow, Việt Nam đang tiến bộ qua từng trận đấu. Giờ đây, họ đã có thể chia điểm với Hàn Quốc. Tin tôi đi, không lâu nữa họ sẽ là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Gửi lời chúc mừng từ Ấn Độ. Còn một fan khác cũng đến từ Ấn Độ thì bình luận, thật đáng ngạc nhiên, bóng đá Việt Nam đang ngày một lớn mạnh hơn. Trận hòa trước đối thủ cỡ Hàn Quốc không phải là dễ thực hiện, nhưng nó vừa xảy ra. Cổ động viên người Indonesia Odi Abraham đang sống và làm việc tại Nhật Bản ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc. Việt Nam tiến bộ rất nhanh và cho thấy họ là đội bóng phát triển nhất Đông Nam Á. Các bạn làm Đông Nam Á tự hào. Cổ động viên đồng hương với Odi tên là Fitman Shia cũng phấn khích treo vui khi chứng kiến trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Tuyệt vời! Chúc mừng các cầu thủ Việt Nam! Trận đấu rất thú vị, các bạn đã xác định đúng đối thủ Hàn Quốc và chơi quả cảm trước họ. Đồng quan điểm với Fiman Sia, cổ động viên Andit Haya nói, thực tình phải nói rằng bóng đá Việt Nam bây giờ đang lớn mạnh, thậm chí các bạn đủ sức cạnh tranh ở tầm châu Á. Các bạn rất tuyệt vời, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó đội tuyển Indonesia cũng được như Việt Nam các bạn, chúng tôi vẫn đang trên đường tiến lên phía trước. Tài khoản Lamaburan ở Hàn Quốc cũng thừa nhận, Việt Nam thực sự chơi tốt, họ đi như những chiến binh thật sự, bàn thắng gỡ hòa của họ cũng rất đẹp. Trong khi đó thì người dùng tên Kaiyo nhận định, cả về kỹ thuật và thể lực của U23 Việt Nam đều đạt tầm châu Á. Việt Nam đã ở tầm châu Á về kỹ thuật, thể lực, chiến thuật, họ vượt trội so với phần còn lại ở Đông Nam Á, Thái Lan có lẽ nên trở về nước.
Ngay đến người hâm mộ bóng đá Thái Lan thì vốn không hề mong muốn trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, vì kết quả hòa này có thể khiến cho con đường vào sâu trong giải của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vậy, trước sự thể hiện xuất sắc của U23 Việt Nam, các cổ động viên Thái Lan không thể không dành lời khen ngợi. Một fan của bóng đá đất Chùa Vàng có tên Chanwat Chachawin Chanden nói: "Rất tuyệt Việt Nam ơi, chúc mừng và thể hiện sự ủng hộ các bạn từ đất nước Thái Lan." Cùng quan điểm với Chachawin Chanden, một người khác có nickname Albert Wanrat Tanaseris cũng là người Thái Lan, bình luận: "U23 Việt Nam đã ở đẳng cấp châu Á, tôi tự hào về điều đó." Người dùng tên Binspok lại cho rằng U23 Thái Lan nên cảm thấy may mắn khi hòa được U23 Việt Nam trong trận ra quân. Tôi có thể khẳng định nếu đủ quân số, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức để đè bẹp Thái Lan ở trận trước. U23 Thái Lan nên cảm thấy may vì cầm hòa được U23 Việt Nam. Chúc mừng U23 Việt Nam với trận hòa U23 Hàn Quốc. Các bạn xứng đáng với điều đó. Một tài khoản đến từ Thái Lan gửi lời chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun và cho rằng Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á. Một trận đấu hấp dẫn, các chàng trai của Việt Nam hôm nay đã làm rất tốt. Việt Nam là đội bóng xuất sắc nhất ở ASEAN. Xin gửi lời chúc mừng từ Thái Lan. Cổ động viên này bày tỏ, người hâm mộ Thái Lan, Notfarat Tom Charatkham viết, Việt Nam đã thực sự vươn lên tầm châu Á rồi. Với tư cách là người hâm mộ Thái Lan, tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn. Theo dõi các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, người hâm mộ Trung Quốc cũng phải choáng váng và kinh ngạc. Bóng đá Đông Nam Á tiến bộ nhanh chóng quá, họ đã sẵn sàng cho những cái đích lớn hơn. Xem U23 Việt Nam đá thì tôi không còn bất ngờ gì khi đội tuyển Việt Nam lại thắng được Trung Quốc nữa rồi. Tất nhiên bên cạnh những lời khen ngợi cũng có một vài ý kiến cho rằng U23 Việt Nam may mắn và Hàn Quốc chưa thể hiện được hết khả năng. Việt Nam chỉ may mắn thôi vì Hàn Quốc nhận thẻ đỏ. U23 Hàn Quốc đã thả cho Việt Nam thôi. Vui đừng vui quá, họ cất trụ cột trên ghế dự bị do tình nghĩa với huấn luyện viên Hằng là ông Park và kế là ông Gong. Mình thấy nếu U23 Hàn Quốc mà đá thật sự thì hiệp 1 chúng ta sẽ thủng lưới, hiệp 2 họ thay người, chúng ta đã nhận bàn thua ngay. Trình độ của U23 Hàn Quốc hơn ta nhiều, chỉ là họ chọn đá chậm với mình thôi. Đáp trả lại những phản ứng tiêu cực trên, nhiều fan hâm mộ đã lên tiếng. Bạn phải biết rằng trong bóng đá, nếu xem nhẹ đối thủ thì có thể bị thua. Ngược lại, nếu khiếp sợ đối thủ cũng dẫn đến kết quả tương tự. Ra sân ví như ra trận, phải kiên cường bất khuất, thắng không kêu, thua không đắng. May mắn cũng là do mọi yếu tố ấy làm nên. Họ không đá thật, tức họ đã đá giả à. Hãy xem cách họ đá để thấy rằng họ khát khao bóp nát Việt Nam như thế nào. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng kết quả hòa U23 Việt Nam rất đáng thất vọng khi đội nhà sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở châu Âu. Trang Esports News đánh giá trận hòa của thầy trò huấn luyện viên Hwang Seo-hong trước U23 Việt Nam thật thất vọng. Cho Jong Kook đã ghi bàn thắng đầu tiên nhưng thật đáng tiếc khi U23 Hàn Quốc bị gỡ hòa vì thi đấu thiếu người. Trong khi đó, trang Footballist của Hàn Quốc không ngần ngại dành những lời có cánh cho huấn luyện viên Gong Okyun của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng đội U23 Việt Nam Gong Okyun đã giáng một đòn vào U23 Hàn Quốc do Hwang Seo-hong dẫn dắt. U23 Việt Nam đã chơi một trận hiệu quả trước Hàn Quốc khiến cho nhiều người thán phục. Khi phòng ngự, Việt Nam ngăn chặn triệt để lối chơi của Hàn Quốc với sơ đồ 4-4-2. Hàn Quốc đã chơi một trận đấu khó khăn trong suốt hiệp 1 khi chỉ có một vài đường bóng được đưa vào khu vực cấm địa của đối phương. Trang Footballist nhận định, cũng sau trận hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc, cơ hội đi vào tứ kết của U23 Việt Nam cũng được củng cố thêm rất nhiều. Quý vị đã sẵn sàng cho một trận cầu đỉnh cao và tỏa sáng của các chiến binh sao vàng chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì nhớ tặng hết một like, nhấn đăng ký kênh và hãy bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video mới nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong video.